Rồi, thầy hướng dẫn từ đầu nha cả nhà, coi như là mấy người mới chưa biết gì luôn. Thì bước đầu tiên mình tạo trang giấy mới nè, vào file chọn new hoặc bấm phím tắt là Ctrl N. Ngay đây nè, đặt tên là bài tập số 3. Được chưa? Đây là trang giấy nè, size. Mình chọn size nào thì mình bấm vào đây chọn size đó. Nhưng bình thường là thiết kế size A4 là được rồi. Khi cần in size lớn hơn, in size lớn hơn thì ta kéo nó to ra không bị bể đâu. Được chưa? Nếu hình ảnh vẫn đang còn là vector thì kéo to ra không bị bể, trừ khi chuyển sang bitmap. Nhưng mà hình vector và chuyển sang bitmap thế nào thì cái đó là nội dung học ở bài khác rồi. Bây giờ đây là trang giấy, là trang giấy đứng nè, còn ở đây là trang giấy ngang. Bây giờ tôi đang thiết kế là trang giấy đứng thì bấm là ok. Được cái này chưa? Được nha. Rồi, bây giờ mình học cái nội dung mới là nhóm các đối tượng. Nhóm các đối tượng, nhìn đây nè. Rồi mọi người nhìn đây nha. Thầy vẽ cái hình oval. Cái này rất là quen thuộc nè. Vẽ màu đỏ và cho viền màu vàng. Vẽ viền vàng cho đó, nền vàng, viền đỏ. Quay. Quay tại chỗ luôn nha. Quay 15 độ. Thấy 15 độ không? Cần trên D lặp lại. Quá quen thuộc rồi đúng không? Mọi người có thấy rằng hình sau nó đè lên hình trước không? Hình sau đè lên hình trước. Được cái này chưa? Rồi nhớ nha. Ở đây thầy chọn hai đối tượng mang ra ngoài để nói chuyện nè. Copy bấm chuột phải. Đây là hai đối tượng đúng không? Bây giờ chọn một lần là đi chung hai đối tượng luôn. Thì thầy chọn đối tượng 1, thầy bấm shift chọn đối tượng 2, đang là hai đối tượng rồi. Thầy nhóm nó lại thành một. Nhớ nha, thầy nhóm các đối tượng lại thành một. Thì vào menu là object, chọn group và chọn group object. Thầy chọn group object. Bây giờ chọn một cái đi, chọn cái là hai đối tượng đi chung rồi. Hiểu kịp cái này chưa? Rồi, hiểu kịp. Cũng tương tự vậy, nguyên một cái nhóm này nè, nguyên cái nhóm này mà cho thành một, chứ lát mình chọn cái là ra từng cái rời đó. Nên là mình muốn nhóm chung một nhóm luôn. Đó là thế là ta khoanh một vùng nguyên một nhóm. Chọn là object, chọn là group và chọn là group object. Phím tắt là Ctrl G. Kịp ha. Rồi Ctrl G thì nó đi chung rồi nè. Được chưa? Rã ra nha, mình rã ra. Thì rã ra trên này có nè, trên này có hết rồi. Nhưng mà trên này mình bấm sao đi. Đương nhiên ở đây là tiện, mình thao tác là thao tác ở đây chứ không có thao tác trong menu nha. Tuy nhiên là trong menu nó là chuẩn nhất. Sư phạm là hướng dẫn trong menu, nhưng thao tác là thao tác bên ngoài. Nên là thầy hướng dẫn cho mọi người là cả hai luôn ha. Rồi vào menu object chọn là group và chọn là ungroup object. Được cái này chưa? Ungroup object là rã các đối tượng ra. Nhưng mà thế thì còn ungroup all là cái gì? Tại vì sẽ có một cái trường hợp á, là các nhóm group lại với nhau nữa. Ở đây là ta có một nhóm, đồng ý không? Ở đây là một nhóm nè, đây là một nhóm là hai nhóm. Phải không? Đây một nhóm, nhóm này là bao nhiêu đối tượng đây? Nhóm này là 12 đối tượng. Nhóm này hai đối tượng nữa là 14 đối tượng. Nhưng mà bây giờ nếu mình nhóm chung một nhóm á, thì nó là nhóm chung một nhóm, nó 14 đối tượng là nhóm chung. Bây giờ rã ra nè, vào object nè, chọn group. Thì nếu mà rã ra thì nó ra hai nhóm. Còn nếu là group all thì trả toàn bộ tất cả các đối tượng nào đang nhóm thì rã ra hết luôn. Kịp cái này chưa? Được ha. Vậy lệnh ta vừa học là nhóm và rã nhóm. Ta mới vừa học nhóm và rã nhóm. Rồi, bây giờ đây là hai nhóm. Có một cái lệnh khá đặc biệt. Quan sát. Quan sát với thầy. Ở đây ngay đây. Thầy có hai đối tượng. Mục đích là thầy gọi là combine. Combine là liên kết các hình họa lại với nhau. Phần nào giao nhau, phần đó sẽ bị đục rỗng. Vào menu Object, chọn Combine. Phím tắt là Ctrl L. Bấm vào đây thì phần nào giao nhau, phần đó sẽ bị đục rỗng không? Kịp cái này chưa? Cái này không phải là group nha. Group là nó nhóm lại thôi. Còn cái này là cái nào giao nhau sẽ bị rỗng. Vì vậy quay trở lại bài đầu tiên. Hồi đó bài đầu tiên thầy có làm một chi tiết này nè. Vào đây chọn là Combine, xem phần giao nhau sẽ bị rỗng nè. Bấm vào đó, tự động nó ra họa tiết như vậy. Vậy mọi người biết cách làm hình này rồi đúng không? Bình thường là mình không hình dung nó ra là cái gì và làm sao vẽ nó. Nhưng mà bây giờ biết combine thì đối tượng nào giao nhau sẽ bị rỗng toát, không giao thì còn chừa lại. Kịp chưa? Vậy hả? Bây giờ ta đã được học hai lệnh group và combine.
Rồi, combine rồi thì làm sao rã ra? Combine không phải là group, nên không có chọn là vào đây là chọn ungroup được, vì không liên quan. Nó có một cái lệnh rã hai đối tượng combine ra. Chọn vào object, chọn là break. Break cờ bạc là rã đối tượng combine. Rồi, bắt đầu viết tắt nè. Viết tắt nha. Viết tắt là control K là rã ra. Còn control L là combine lại. Kịp chưa? Nói lại nha, control L là combine, control K là rã nhóm combine. Rồi tiếp. Đây hai đối tượng, chọn một, chọn hai, bấm control G là nhóm đối tượng. Vào đây rã ra nè, phím tắt là control U. Đây là chọn ngay đây, kéo đi là có hai đối tượng. Chọn nó đi, bấm control U. Rã đối tượng ra, rã nhóm. Kịp chưa? Vậy ta có học 4 phím tắt. Control G là nhóm, rã nhóm là control U, combine là control L, rã combine là control K. Nhớ 4 cái lệnh đó rất căn bản, dùng thường xuyên. Vậy ở đây là ta trở thành một đối tượng. Hồi nãy nó là 12 đối tượng. Sau khi combine ra cái hình này, bây giờ rã nó ra, phím tắt là control K, bấm phím tắt control K cho nhanh. Được cái này chưa? Được nha. Rồi, vậy thì ta vừa học xong hai lệnh là nhóm, rồi liên kết, rã nhóm, rã liên kết. Bây giờ cả nhà coi giùm con ý này nè. Đây, con chọn hình này đi, một hình nữa. Rồi, mọi người có thấy ba hình không? Mình học nhóm lệnh thứ ba là hoán đổi vị trí các đối tượng. Bây giờ mình cùng phân tích nhau nha. Màu xanh nằm dưới cùng, màu vàng nằm giữa, màu đỏ nằm trên. Đồng ý chưa? Ba hình này thôi. Màu xanh nằm dưới, màu vàng nằm giữa, màu đỏ nằm trên. Bây giờ con muốn là màu xanh này nằm trên màu vàng. Bắt đầu thực hiện nha. Màu xanh này tại cái nào vẽ trước thì nó nằm bên dưới, cái nào vẽ sau thì nó nằm bên trên. Kịp chưa nè? Cái này làm cho mình nhớ cái gì? Làm cho mình nhớ cái bài tập số 2 á. Làm cho mình nhớ bài tập số 2 là bài tập này nè. Cái hình này nè. Được không? Mình phải phân biệt được cái hình nào vẽ trước, cái nào vẽ sau. Cái hình nhỏ vẽ trước, hình tròn lớn vẽ sau. Nếu mà vẽ ngược lại thì nó bị chồng màu. Đây, con làm nè. Con nói bị chồng lắp lên nè. Con giả sử là ngay đây luôn, kéo vô luôn. Tô một màu thấy nó bị chầm lắp lên không? Được chưa? Vậy thì trong trường hợp mà lỡ vẽ như vậy rồi thì sao? Không lẽ xóa à? Thì không có xóa. Bắt đầu quay qua đây mình xử lý tình huống nha. Qua đây, bài tập 3 của mình nè. Con đưa cái màu xanh này lên trên màu vàng, thì con vào menu là Arrange, đâu để xem nào. Order Arrange object nè. Object order. Bắt đầu. Forward one đưa lên trên một đối tượng. Bập, thấy nó đưa lên trên một đối tượng không? Con control Z con làm lại nha. Vào menu object, chọn là order, chọn là forward one là đưa lên trên một đối tượng. Back one là đưa xuống một đối tượng. To front up page là đưa lên trên cùng luôn, đưa lên trên cùng của cái trang giấy đó. Tức là nó nằm ở đâu không biết, nhưng mà đưa lên cái nút này nè, control home á, là to front up page là đối tượng nó sẽ nằm trên đầu. Tương tự như vậy là to back up page là đưa cái đối tượng nó nằm xuống dưới cùng. Vậy bây giờ con đang chọn màu xanh, con muốn đưa lên trên cùng luôn. Con bấm là to front up page, thấy nó đưa lên trên cùng không? Kịp cái này nha. Vì ta kịp cái này đi rồi lát ta vẽ cái hình họa kia. Được chưa nào? Cái hình họa mà mấy viên gạch nó xếp lại với nhau đó. Rồi, con làm lại nè. Cái màu vàng này là nó đang được ví là nằm dưới cùng. Bây giờ con đưa lên trên cái màu đỏ thôi. Ha, thôi bây giờ về đi.
cái màu đỏ đưa đây à. Tại đưa lên trên cùng mà à, đưa lên trên. Đây mọi người coi coi nè, mình không biết cái nó nằm trên cái nào, nó nằm dưới cái nào luôn ha, mình không biết nó nằm sao luôn, mình không hiểu, mình chưa hiểu nó, được chưa? Mình chưa hiểu cái đèn xanh này nó đang là cái gì, được chưa nè? Bây giờ bắt đầu mình chỉ nó nè, coi con chỉ nó nha, con nói là cái màu xanh này nó nằm trên cái màu xám đi, được chưa? Nằm trên cái màu xám này, nó là màu xám đó cả nhà. Màu nó màu xám tại đưa cái viền tím lên, nó màu đỏ lên, nó mình thấy màu tím á. Cái màu xanh này con cho nó nằm trên cái màu xám. Quan sát cùng con nha. Vào menu object, chọn là order, chọn là in front of, là đưa lên trên một đối tượng mình chỉ định. Nghe kịp cái này nha. Chứ không phải là đưa lên trên cùng, đưa xuống dưới cùng, đưa lên trên một đối tượng, đưa xuống một đối tượng. Bây giờ cái này là đưa lên trên một đối tượng mình chỉ định. Mình chỉ nó cái nào là nó nằm trên cái đó. Rồi bắt đầu chỉ. Con muốn trên cái này. Chỉ nó cái là nó nằm trên cái đó. Mình không cần biết là nó đang nằm ở vị trí nào, không cần đếm. Tại nó quá nhiều đối tượng đi, không có đếm cái đó. Được cái này chưa? Được cái này rồi, con thử một cái khác nha. Con đang chọn cái màu đỏ. Con muốn cái màu đỏ này nằm dưới cái màu xanh. Mà bây giờ ngồi đếm thì không biết đường đâu mà mần. Nên con chọn object, con chọn là order và behind. Behind là cho đối tượng nằm dưới một đối tượng mình chỉ định. Nhớ dùm cái chữ là mình chỉ định nha. Rồi con nói là nằm dưới màu xanh, không biết nằm trên cái đối tượng nào, dưới đối tượng nào, không cần biết, chỉ cần nằm dưới cái màu xanh là được. Được chưa? Nội dung này rất quan trọng để lát vẽ hình họa. Rồi bắt đầu ta vẽ hình họa nha. Ta vẽ hình họa kia. Rồi, con mời cả nhà cùng quan sát cái con hình này. Ta vẽ một viên gạch là quá quen thuộc rồi phải không? Vào đây chọn highlight. Cùng coi với con nha. Con chọn đưa vào đây. Đẩy cái này lên, đẩy cái này lên. Đưa cái này nè, đưa cái này ra đây. Ráp ngay mí nha. Tại cả nhà cứ quần không biết làm sao mà cho nó đều được. Thì con đang giữ chuột luôn nè. Con mới ra được ngay cái nốt nè, ngay mí này nè. Thì con bấm chuột phải cái nó ra đụng bằng mí luôn. Kịp chưa? Kịp ha. Rồi con click chuột thêm một cái nữa, con đẩy cái này qua đây vừa ngắm luôn. Rồi muốn nói với cả nhà rằng bài hôm nay là đến đây thôi, thì mình không có ngay cái góc trên đó là chắc chắn nó không có trùng khớp. Nè con zoom lớn lên thì cả nhà coi nè, thấy không? Phải chịu vậy nha. Nhưng bài sau mình sẽ vá lỗi này, không chấp nhận cái lỗi này được, được chưa nè? Rồi giờ cả nhà coi cùng con là F3 thu nhỏ, F4 xem đầy, kịp chưa? F3 là thu nhỏ, còn F4 là xem đầy. F3 thu nhỏ, con bấm F3 đó. Con tô màu luôn đi. Con tô màu. Rồi, chỉ cho cả nhà tô màu nha. Nhìn lên cái cây cột này, thấy là tô có một màu không? Màu đỏ à? Không, không có tô màu đỏ không đâu. Con bấm giữ chuột luôn. Thấy nó ra một bảng màu nữa kìa. Hiểu không? Bấm giữ chuột luôn, nhớ giùm chỗ này nha. Rồi, con chọn một màu nó tươi tươi hơn. Rồi, tương tự vậy, chọn màu căn bản thì bấm vào chính nó. Màu này là màu đỏ nha, nhớ giùm con màu này màu đỏ nha. Rồi màu đỏ là kết hợp giữa magenta và màu vàng đó. Rồi bấm vô đây, bập. Thấy tông màu khác nhau đó nha. Bấm vào đây, con đang giữ, con dám vào đây cái nữa. Rồi được chưa? Được ha. Ba đối tượng mà, ba đối tượng mình cho nhóm thành một thôi. Con quét toàn bộ nè, con rúp nó lại, rúp nó lại nha. Thì vào object phải không? Không, thao tác trên này đôi chơi nó nhanh. Thấy, ồ đâu rồi. Chọn ba đối tượng là 1, 2, 3. Rồi không thấy đối tượng group thì bấm Ctrl+G luôn đi cho nó nhanh. Rồi được chưa? Cầm rê ba đối tượng rồi nè. Rồi bắt đầu coi với con nè. Con cầm kéo rê nè, ngay cái nốt này nè. Ngay cái nốt, con kéo ra đây. Lặp lại. Kịp chưa? Kịp ha. Rồi tiếp nè. Tiếp nha, cái này con copy ra. Nguyên cụm này nè, nó là một chuỗi mà. Con nhóm nó lại, nhìn đây nè. Con chọn toàn bộ nè, nó này. Con chọn toàn bộ đây nè, biểu tượng group nằm đây nè cả nhà. Group object, con bấm vào đây, nhóm rồi nha. Đây là một nhóm. Một nhóm là lẻ một đối tượng.
Con chọn ngay đây nè, con rê ngay chỗ này nè. Đó, ngay rồi, phải chưa? Phải ha. Rồi bắt đầu nè, F3 thu nhỏ màn hình. Phím tắt đi nha. H là để di chuyển màn hình nè. H là hand. Hand là cái bàn tay đó. Con bấm chữ H một cái, con rê màn hình đi dễ thao tác hơn. Được chưa? Được nha. Ở đây con muốn chia sẻ với mọi người, đặc biệt là mấy bạn trẻ mà quan tâm, là gửi cái thông điệp lại cho mấy bạn trẻ là mình cứng cả pháp học lẫn pháp hành. Có nghĩa là thao tác như một người thợ, thao tác nhanh và thuần thục như một người thợ, thì đó là cứng pháp hành. Nhưng lý thuyết phải vững, làm đến đâu phải chắc đến đó, chỉ lại được cho người khác, thì cái đó là thuộc về pháp học. Nên cả nhà phải thuần thục về nói đến đâu làm được đến đó, làm cái gì chỉ được người đó. Tại ra có trường hợp gì nè, có nhiều người thợ giỏi lắm cả nhà, có nhiều người thợ rất giỏi, chỉ là người khác không biết đường chỉ luôn á, mình không hiểu. Một là do cái cách trình bày, còn hai là tại vì có những người thợ học lớn cả nhà, có những người thợ học lớn thôi, chỉ tập trung học cái nội dung đó thôi. Được cái này chưa? Rồi, còn có những người học lý thuyết rất giỏi, vẻ yếu. Vậy thì chúng ta cố gắng luyện cả hai nha. Rồi, ở đây ta có là một nhóm và một đối tượng. Được chưa? Rồi, bắt đầu kéo rê tiếp nè. Ngay nốt cái này, con kéo lên đây, con bấm chuột phải và lặp lại Ctrl D. Được cái này chưa? Được cái này ha. Rồi, cái này con mang ra đây nữa. Vậy thì cái này con làm một nhóm nữa. Vậy là ta có hai nhóm. Kịp cái này chưa? Rồi ha. Rồi, ta có hai nhóm nè. Cái này mới căng nè cả nhà. Nãy giờ mình học các kiến thức là ráp là làm bài này đó. Cả nhà có thấy là nếu đưa vô đây thấy nó nằm trên không? Hiểu không? Nhưng cả nhà có biết là nó sẽ nằm dưới cùng luôn, nó nằm sau cùng luôn không? Được chưa? Rồi thôi thì thế thì giờ mình cứ làm đi. Giờ con cũng hình dung là nó nằm theo hướng nào luôn á. Nằm hướng nào á? Đâu, quay qua đây coi. 1, 2, rồi hiểu rồi. 1. Cái gì phải đèo? Phải để từ từ để mình hình dung nó coi là hướng nào nha. Để qua đây, quay qua đây nè. 1, 2. Không. Từ từ đi. Đâu rồi? Lên hoay giờ nhìn không ra luôn. Đây à, kéo vậy hả? Không, không kéo đâu, chưa đến nỗi kéo đâu. Kéo nó không ra. Đây, nó nằm ở dưới này nè cả nhà ơi. Nằm đây nè, con nằm xéo ngay đây nha. 1. Nghe chưa? Nghe rồi phải không? Đưa ra phía sau nha. Con đưa ra phía sau nè. Bấm chuột phải, chọn order, chọn behind. Ra phía sau trước đã. Tiếp nha. Nằm đâu? Đó, nằm phía sau. Rồi, khoan để coi nó nằm ở phía sau là khúc nào vậy. Đây. Phải như vậy không? Ngược rồi phải không? Đây nè. Đây. Giờ thì bất giác mình lại không nhìn ra luôn à. Cái đường xéo này với lại cái đường xéo này ở chung cái này. À, lấy từ cái nóc này xuống. Cái này đúng không? Đúng rồi. Rồi đưa xuống này. Không, dưới. Nhưng mà ý là cái nóc này nè, tức là cầm nóc. Ừ, nó này. Đưa ra. Không đâu, nằm đây. Ủa, em thấy cái đường xé này làm sao cho nó trùng. Ơ, đúng rồi. Rồi, bây giờ cho nằm dưới nha. Không đâu. Nằm dưới. Rồi, đây bấm về đi. Thôi, thì lật cái hình nó qua lại cho nó dễ coi xem. Không. Cái này đang bên trái và mình ở bên phải. Tại vì xin thưa cả nhà là ngay chỗ này là nó có, nó kéo nghiêng cái hình nữa cả nhà. Nó kéo nghiêng nữa nha, nó đây là cái hình này nó giá hoàn chỉnh luôn đó. Rồi ngưng chỗ này đi. Ngay đây là giá hoàn chỉnh luôn nè. Để giá hoàn chỉnh hình này là con hướng dẫn hoàn chỉnh luôn nha. Lỡ làm hình này là hơi hoàn chỉnh thì hoàn chỉnh luôn nè.
đây, tại vì cái kiến thức mà giải quyết chưa tới thì nó không ra. Xem đây nha, nhìn nè, nếu hình này kéo nghiêng vậy thì mọi người có lật được không? Đây nè, kéo nghiêng nè, nhìn nè, nhìn nè, cái này là phẳng đúng không? Cái này phẳng, nhìn là cái hình của mình nè, nó kéo nghiêng vậy nè, phải như vậy không? Còn cái của ta là đang phẳng, thấy không? Rồi coi này nha, nhìn nè, lật cái này qua đây đi, lật cái này qua đây, con buông chuột ra nè, đó, tiếp nè, cái này con đưa dưới này lên, đúng không? Rồi tiếp, cầm cái này đưa lên đây luôn, đưa lên luôn nha, bấm chuột phải, coi cái này nè, một chi tiết rất mới, vào menu là Object Convert to Curve, chuyển đối tượng đặc biệt thành dạng đường cong, chọn ngay đây, bấm F10 nè, hạ hai cái này xuống ráp lại, cực khích luôn, thấy chưa, thấy cái này chưa? Vì lẽ ra cái nội dung này là dạy ở bài sau, nhưng nó phát sinh, nhìn kỹ nè, nhìn kỹ nha, hình của mình vẽ nãy giờ, nhưng có thấy là vẽ phẳng không? Kịp không? Nói lại nha, hình của mình vẽ nãy giờ là do chúng ta đang vẽ phẳng. Quay qua đây nhìn nè, hình của mình thật ra nó đâu có phẳng đâu, phải vậy không? Rồi quay ra làm tiếp nha, con làm lại ý này, chứ kẻo không là mọi người theo không có kịp. Lật cái này, kéo xiên thành cái hình bình hành, click chuột một cái nữa, lật qua, dễ quá rồi, đưa kiểu nào cũng được. Rồi đưa cái này lên đây nè, ráp này lên đây, bấm chuột phải copy ra. Lúc này nè, đối tượng này là đối tượng đặc biệt, dù sao nó vẫn còn đang là đối tượng đặc biệt. Vào Object, chọn là Convert to Curve, nhớ thao tác này nha, bấm vào đây, F10, coi chọn hai đối tượng rê nó là. Nếu không cần vật không bao giờ ra đối tượng này, thấy chưa? Đây nè, đối tượng nghiêng như vậy thì ta mới làm là được các góc cạnh khác nhau. Nhìn nha, nhìn nè, cả nhà nhìn với con, nhóm một cái đi, có phải là con giả sử tôi về đi nè, phải đưa cái góc này ra đây là nó tụt không? Nhìn lên màn hình, phải đưa cái này ra đây nó tụt về không? Được chưa? Rồi đưa cái này ra đây là nó tụt nè, thấy không, ra bao nhiêu cục gạch đó, được chưa nè? Được ha, nè, rồi hạ anh này lên đây nè, và đưa lên nữa nè, F4 đâu rồi, thấy nó ra biến dạng này không? Được chưa? Trả máy lại nha, con trả máy lại, có theo kịp không ta?